trong khu dân cư đông đúc ở Tokyo. Ở cuối con đường có một ngôi nhà cổ 55 tuổi. Trong phòng có một chàng trai với kiểu tóc HKT thời thượng. Anh ấy là một nhà văn tự do, chuyên viết bài cho tạp chí. Người vợ mới cùng anh kết hôn năm ngoái cũng bận rộn ở bên ngoài. Buổi tối hôm nay cũng vậy, tan làm về nhà. Nhưng cô lại tránh đi sảnh bên phải, đi vào ngõ nhỏ bên trái. Sau đó leo lên chiếc cầu thang cũ ở bên ngoài. Mở chiếc cửa nhà thô sơ, khóa cửa chỉ đơn giản là một cái móc sắt. Hóa ra sau khi hai vợ chồng kết hôn thì ở chung với bố mẹ chồng, thói quen đã trở thành tự nhiên. Nhưng vấn đề riêng tư vẫn chưa thể giải quyết. Người vợ phải đi qua phòng ngủ của bố mẹ chồng, đi tới cuối hành lang mở cửa. Mới là phòng riêng của hai vợ chồng. Hai người già sẽ ngủ phía sau tủ xây trong tường. Miễn cửa gờ coi nửa tủ còn lại là đường đi. Đối diện với lối đi kỳ lạ này, một người trẻ tuổi tràn trề năng lượng đã đứng ra. Đó là kiến trúc sư Okino, 36 tuổi. Anh có thể linh hoạt thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, để nơi ở phù hợp với tính cách mỗi người trong gia đình, trở thành không gian sống linh hoạt, được mọi người gọi là tuyển thủ có nụ cười vạn năng. Nhà thiết kế đi qua cửa lớn, theo trình tự các bước thường ngày, ấn chung cửa trước sảnh. Kết quả hai vợ chồng xuất hiện ở bên cạnh, ba mẹ cũng đi từ con đường chật hẹp ra đón tiếp. Anh trai có mái tóc HKT nhanh chóng lên giải thích, nếu như cửa khóa bên ngoài, người bên trong sẽ không mở được cửa. Ngược lại cũng vậy, cho nên cánh cửa này chỉ đành bỏ không sử dụng. Sau đó nhà thiết kế theo họ, đi từ con đường nhỏ bên cạnh vào nhà. Trên đường còn dễ bị vấp phải đá. Diện tích căn phòng chỉ tầm 60m², một tầng. Lối đi tầng 2 rất lởm chởm. Móc sắt trên tường khiến nhà thiết kế câm nín. Người vợ nhắc nhở vài lần về vấn đề an toàn. Mẹ chồng ở bên cạnh xấu hổ che mặt cười trộm. Đi lên phía trước là phòng ăn kiêm phòng ngủ. Bên cạnh là phòng bố mẹ. Phòng ngủ bên trong chỉ khoảng 3,3m². Nếu người vợ với mẹ chồng muốn cùng nhau nấu cơm, sẽ chen lấn tới mức không thể xoay người, rất khó thao tác. Đóng mở tủ lạnh cũng cực kỳ giới hạn. Vì để tiết kiệm không gian, bà liền đặt thớt lên trên máy giặt. Bên cạnh phòng bếp vẫn còn một cánh cửa nhỏ, chính là lối vào phòng tắm chật hẹp, xung quanh bao quanh bằng thép không gỉ. Tiếp theo họ đi tới hành lang, bên cạnh chính là phòng ngủ của bố mẹ, chỉ dùng tủ âm tường đơn giản để ngăn cách. Đi tới sâu nhất là căn phòng lộn xộn của đôi vợ chồng, mà cầu thang duy nhất thông với tầng 1 nằm ở trong phòng ngủ của họ. Nếu như hai vợ chồng ngủ trên giường, bố mẹ cũng ngại đi qua. Dưới lầu là căn phòng 4 của ông bà nội. Ở đây có một cây xà rất vững chắc. Ông nội vì nhìn chúng nó mà mua căn nhà này. Lúc ông bà nội ở đây, sân nhà được thiết kế rất đẹp, bây giờ lại trông rất thảm thương. Cỏ dại trong sân đều đã mọc dài ra rồi. Hóa ra 3 năm trước ông cụ mắc phải bệnh nặng, cần nằm trên giường điều dưỡng. Bà nhà cũng không có thời gian dọn dẹp sân nhà, mà ở tầng 1 ngoài bồn tắm đang sử dụng, những căn phòng khác đều bỏ trống. Bởi vì nơi này vừa ẩm ướt, khung gỗ 55 năm trước đã xuống cấp, lọt gió. Phía nam đã xây chung cư cao 3 tầng, chặn hoàn toàn ánh mặt trời. Nhà thiết kế phân tích lối đi trong nhà, thực sự quá hỗn loạn, cực kỳ nan giải. Nhưng dự tính lần cải tạo này khoảng hơn 300 triệu. Quá nhiều thứ được đưa ra, vấn đề có lẽ vẫn giải quyết được. Căn phòng cũ vốn dĩ chỉ có một tầng. Bố mẹ chồng khi kết hôn đã xây thêm tầng 2. Bây giờ cuộc sống của họ rất bất tiện, muốn sống ở tầng dưới. Anh trai có mái tóc HKT quyết định bỏ tiền giúp cả nhà xây lại. Lúc chuyển nhà, cơ thể bố chồng đột nhiên khỏe lên, cũng giúp vận chuyển đồ vật. Người con dâu ở tầng 2 sắp xếp lại đồ đạc, nói khi mình mới vào nhà này, cho rằng đây là nơi ở của Ninja. Hai vợ chồng già sắp xếp lại di vật của ông nội. Mẹ chồng nói bố mẹ chồng bà đối với bà rất tốt, yêu thương giống như con gái ruột vậy. Gia đình học không giống với những nhà khác. Mẹ chồng nàng dâu chưa từng cãi nhau, có lẽ là do ngăn cách tầng trên và tầng dưới. Bà cảm thấy mình rất hạnh phúc, nói rồi không kìm được nước mắt. Căn phòng 3 thế hệ sinh sống dần dần cũng trống rỗng. Đội dỡ nhà làm việc, phá dỡ cầu thang, đập đổ tường, phá bỏ buồng tắm với nhà bếp. Mẹ chồng ở dưới nhà nhìn tất cả bị dỡ bỏ, không kìm được cảm xúc, xoay người khóc nức nở. 3 thế hệ vợ chồng chung sống cùng nhau sắp được nối tiếp. Tuy nhiên sau khi tháo dỡ căn nhà mới phát hiện, bởi vì tùy tiện xây thêm tầng 2, mái nhà trước kia của tầng 1 vẫn còn giữ lại dưới sàn tầng 2. Kết cấu giữa hai tầng không có sự liên kết, trụ nhà đã bị di chuyển, xà nhà không khớp nhau, là kết quả của động đất nhiều năm. Đất không thấm nước, dọ vậy đất ẩm với nước tích tụ trên bề mặt, tầng 1 mới bị ẩm ướt nghiêm trọng. Vậy nên đành dùng cách cũ để chống ẩm, thay xà nhà với cột nhà, lắp đặt cửa sổ 2 lớp kính có độ kín gió tốt. Sau đó nhà thiết kế đưa tới 2 cái bồn tắm, một cái để ở tầng 1 để người già dùng, cáo kia để ở tầng 2 cho đôi vợ chồng mới cưới. Mặt bằng tầng 1 được làm bằng ván xốp đặc biệt được nhúng vào khung nhựa, như vậy có thể khiến chất liệu sàn nhà thêm mềm mại hơn chút, người già dẫm vào không dễ bị thương. Tường phía trên thêm chất liệu cách nhiệt vừa đủ,
ống kính quay tới thành phố Yanagawa, Mizuho thuộc tỉnh Fukuoka. Một chiếc thuyền đưa dâu đang tới. Đôi vợ chồng mới cưới đang ngồi trên thuyền. Hóa ra đây là quê hương của đôi vợ chồng. Ngồi thuyền đưa dâu đi thảm đỏ là truyền thống địa phương. Liên quan tới cải tạo căn nhà, đôi vợ chồng này hy vọng có thể đón mẹ tới ở. Vé máy bay của bà đã chuẩn bị xong rồi. Ở nơi khác, kiến trúc sư đang chỉ huy ở công trường thiết kế của cầu thang gỗ, giữ lại một không gian trống, lắp khung sắt và cầu thang sắt, biến thành cả hai bên đều có thể lên lầu. Sau đó lắp hệ thống phong bếp. Trước tiên là tầng 1 lạnh giá. Sau khi xác nhận hành lang, không gian trở nên rộng rãi hơn, trở thành phòng khách rộng rãi. Phòng bếp đối diện với sân nhà, có thể cảm nhận được ánh sáng. Cầu thang được thiết kế đặc biệt, cho bố mẹ và hai vợ chồng tách biệt sử dụng. Người vợ sau khi tan làm về nhà sẽ thay giày trước lối, sau đó đi tới thềm nhà, có thể chào hỏi bố mẹ, sau đó đi lên tầng 2. Sàn nhà mở rộng không gian có thể làm tương tác rất nhiều. Dưới sàn nhà còn có phòng chứa đồ 4m2, tầng 2 chặt hẹp trước kia. Phá rỡ tường, mở rộng không gian, tủ âm tường trong phòng bố mẹ, sửa thành căn phòng sạch sẽ của mẹ cô dâu. Kết hợp với chiếc bàn có diện tích lớn, góc tầng 2 được lắp thêm khung gỗ, sau đó lắp cửa kính. Hai bên đặt quả cân sắt, vườn dây qua khung gỗ mắc vào phía trên cửa kính. Bên cạnh phòng bếp có một căn phòng nhỏ khoảng 3,3m2, bố trí cửa kính trên bàn làm việc. Chính là phòng sách mà người chồng làm nhà văn chuyên dùng. Dưới sự thúc giục, cần tập trung tinh thần, đẩy nhanh năng suất. Cần có không gian độc lập để sáng tác. Mở cánh cửa đóng kín ra, cũng có thể nói chuyện cùng vợ. Cửa sổ rất nặng, khoảng 12kg, cho nên hai bên cần thêm đối trọng. Có thể dễ dàng mở cửa sổ ra, cũng có thể mở ra hoàn toàn. Chiếc bàn thông từ trong ra ngoài, thuận tiện cho người vợ ngồi một bên giúp đỡ. Sau này cũng có thể để bố giám sát con làm bài tập. Người kỹ sư còn rất trẻ này, linh cảm đang tiếp tục tuôn trào. Bỏ hết cỏ dại với đá dăm trong sân, đào một cái hố khoảng 40cm, đổ những mảnh ngói vất đi xuống, tạo thành một cái cống để thoát nước. Kiến trúc sư tháo xà nhà cứng cáp mà ông nội thích nhất xuống, cắt thành miếng, xử lý chống mục giữa, sơn lên những màu sắc khác nhau. Quay lại sân đào hố đổ xi măng xuống, đặt xuống những miếng gỗ nhiều màu sắc. Sân nhà hoang tàn lúc trước trở thành khoảng sân đầy màu sắc. Bởi vì trong vườn thiếu ánh nắng trực tiếp nên rất khó để trồng hoa tươi. Hơn nữa mọi người không có thời gian chăm sóc sân vườn, thậm chí còn hy vọng bỏ nó đi. Nhưng kiến trúc sư thấy giá đất ở Tokyo rất đắt, có vườn cực kỳ hiếm, liền bỏ bớt cây đi. Lớp vôi trên tường có một lớp màu nhạt. Hoa văn trên tường lấy linh cảm từ hoa cỏ. Ví dụ hoa hướng dương tượng trưng cho mặt trời. Ông nội thích nhất là hoa sơn trà. Hoa tú cầu càng đẹp hơn vào ngày mưa. Cuối cùng là hoa bình bình tượng trưng cho tình cảm trói buộc. Qua cải tạo, cửa nhà đi vào bất tiện, gồ ghề lồi lõm trước kia, bây giờ đã trở lại bình thường. Lối vào dựa theo yêu cầu của người mẹ, đổi thành kiểu phương Tây hiện đại. Cửa ra vào cho mọi người dùng chung. Mở cửa ra chính là cầu thang và phòng khách rộng rãi. Trên tường treo ảnh kết hôn của ba thế hệ. Khung ảnh được tạo ra từ xà gỗ cũ, vị trí thấp nhất, đã để sẵn cho con cái. Diện tích tủ giày rộng lớn, cho dù có con, cả nhà vẫn đủ dùng. Căn phòng tầng 1 tầng lạnh tới mức khiến người phát run, trở thành phòng bếp Nakajima và phòng ăn. Không còn cảm giác chật hẹp nữa. Dung lương chứa đồ được mở rộng nhân đôi, còn lắp máy rửa bát rất tiện lợi. Máy giặt ở bên cạnh phòng bếp, còn thiết kế thêm cửa sau để đổ rác. Toàn bộ tường phía bắc được làm thành tủ chứa đồ, có thể đặt rất nhiều đồ dùng cỡ lớn, bao gồm cả am thờ Phật ông nội tự tay làm. Phòng bếp ở tầng 1 chỉ khi có khách mới sử dụng. Bây giờ là cầu thang với bàn làm việc cỡ lớn, đồng thời cũng làm thành tủ đựng bát đũa. Bậc thềm này là sợi dây quan trọng duy trì mối quan hệ của hai thế hệ, đảm bảo quyền riêng tư của nhau, nhưng cũng là nơi chăm sóc lẫn nhau. Sân vườn âm u ẩm ướt, dùng phế liệu làm cống ngầm giải quyết vấn đề thoát nước. Sau khi giảm bớt cây có thể dễ dàng chăm sóc. Mặc dù hoa trên mặt đất không sinh hát động bằng hoa tươi, nhưng gửi gắm thông điệp mong chờ một cuộc sống tốt đẹp. Mặt đất không gồ ghề chút nào. Mở một cánh cửa, chính là phòng ngủ của hai người già. Trong phòng ngủ vẫn có thể thấy sân vườn xinh đẹp. Gậy gỗ thò ra có thể phơi quần áo, không cần đi ra ngoài. Tủ âm tường có kích cỡ lớn bên cạnh, là cánh cửa nhỏ thông tới phòng tắm tầng 1. Từ nhà bếp cũng có thể tiện lợi đi vào nhà vệ sinh. Hai người già có thể tạm biệt phòng tắm chật hẹp, thoải mái tắm rửa thư giãn, ngủ một giấc thật ngon. Trên tầng là phòng của đôi vợ chồng mới cưới. Bố cục hợp thành một thể chật hẹp của tầng 2 trước kia, biến thành căn phòng lớn có thể sử dụng linh hoạt, cảm thấy rộng rãi và thoải mái. Nơi đây có một bài thiết kế trẻ trung thời thượng, ví dụ giá treo ly rượu. Không gian chứa đồ của phòng bếp cũng được tận dụng hết. Mặt bàn đặt đồ điện gia dụng có thể kéo ra, thuận tiện sử dụng. Bàn ăn nối với tủ bếp, có thể biến thành mặt bàn đá cẩm thạch cho người làm món tráng miệng. Người vợ không chỉ tự mình làm,
sau này có thể cho con cái thử làm và học theo. Bên cạnh nhà bếp là phòng nghỉ cho khách. Bên cạnh ghế sofa cho hai người còn có hai tủ quần áo lớn. Tủ quần áo có thể di chuyển, kéo mặt sau liền có thể trở thành tường ngăn. Căn phòng cách biệt có thể cho mẹ vợ yên tâm ở lại. Tương lai chỗ này sẽ thành phòng trẻ con. Bên cạnh phòng khách nới thêm ban công mà trước kia không có. Diện tích khoảng 6,6 m². Nơi đây tràn ngập ánh mặt trời, có thể cho hai vợ chồng phơi quần áo. Lối đi kỳ quái sớm đã biến mất. Bên trong là phòng tắm và nhà vệ sinh của hai vợ chồng, có thể thoải mái sử dụng. Cho dù tới đâu, đều có ánh sáng. Phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ đã được thiết kế lại. Chỗ chứa không phải nói nhiều. Căn phòng cũng trực tiếp thông với nhà vệ sinh và phòng tắm. Bên cạnh chính là phòng sách riêng của nhà văn tự do. Ở đây có thể viết bản thảo hoặc chơi trò chơi, đều có thể tịnh tâm. Mở cửa sổ ra, liền có thể nhìn thấy nụ cười thân quen của vợ. Thuận lợi hoàn thành sau thời gian nửa năm cải tạo.